Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel mình. Hôm nay vì một số lý do nên mình không thể bật tiếng to được, nhưng mình sẽ dùng micro. Hôm nay mình sẽ chơi Easy Simulator. Chơi gì thế? Bắt đầu nào. Trước khi bắt đầu, các bạn hãy subscribe, like và share video này cho các bạn nhé. Cho các bạn khác nhé. Đủ. À. Châu. Ấn F để đánh và tăng sức mạnh. Đủ sức mạnh mình sẽ biến được cấp mới. Có vẻ như vậy. Biến cấp mới phải viết lên đây. Ồ. Mình có rất nhiều đồ even. 6 đồ tất cả. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5. À ở đây 4. Còn hai cái khác nữa. Nên có lẽ mình phải luyện tập. Siêu xe cấp 1. Wow. Wow. Mình có thể bay nếu ấn. Có thể bay nếu ấn 2 lần và di chuyển phía mình hướng và lại ấn chuột trái để bay. Ồ, thằng này siêu nhân khá trâu, để mình đánh thử đó. À! Để mình bắn thử sao. Nó cũng định bắn khí mình. Ồ, ui. Nó không sao hết, chạy thôi. Thằng này rất trâu. Ồ. Vậy ta bắn khí ở nút E. Và đợi chút, khi mà muốn bắn thì mình chỉ cần ấn lại một lần nút E nữa. À, quả cầu khổng lồ kia. Chết rồi, làm sao giờ? Có ai không? À, đủ cái khí rồi. À, à, thôi xong. Bạn nào muốn mình quay video về Minecraft thì hãy để lại bình luận ở dưới nhé. What? Chưa ra cấp 9. Châu, kia nó đến kìa. Mình phải bắn khí. Gắn nhầm rồi. Thế rồi phải vận khí nhanh lên. À quên, trước khi đó phải biến siêu gian. Cẩn thận kiểu nó bắn mình chết mất. Boom. Bắn rất nhanh, biến hóa rất nhanh. Ô oh, gần chết. Super Saiyan 9. Mạnh quá. Có lẽ video tiếp theo mình làm sẽ là về Minecraft. Boom. Ồ oh. Không sao hết. Chưa. Đây là lần đầu tiên mình bật micro nên không rõ lắm. Tiếng hơi nhỏ, sorry các bạn. Đấy à, đỡ nè. À, chạy rồi, cho nó bắn mình mất. Được rồi, chuẩn bị. Nó định bắn vào đấy mình. Việc chưa mới trong game này. Boom, ồ. Oh. Có thể là mất 1 phần 7 máu nếu dùng toàn bộ sức mạnh. Ồ, bọn nó bay lên trời. Wow. Hình như khi biến thành Super Saiyan thì ba lô mình sẽ bị mất. Và tóc, tóc và mũ đấy. Ồ. Ấy, ấn nhầm. Thử thằng này sao nó không biến Super Saiyan nữa, nó máu nó rất ít, mình để đánh nó. Nó luyện tập. Cho một quả xem sao. Yo, bùm, át hù, nó không chết. What? Ôi, ở đây có một OVC. Ở đây. What? Rồi, mình đã có thể biến thành Super Saiyan 2. Hình như ấn off để trở về dạng bình thường. À, mình bay thôi, nó vừa đấm mình. Hết khí rồi. Phải biến thành Super Saiyan 2 nhanh. Bùm.
mình biến này máu mình sẽ 100.000 và nói gì và không bao giờ hết, nhưng thật ra vẫn hết rồi, nhưng không ai thể đánh nó vì nó rồi rất nhanh. Bùm thu trên hai. Ồ có vẻ mình có nhiều khí và máu hơn. Lúc nãy 300 khi dùng su xe 1 vừa 500. Ui có gì mới này, mới đấy gì. Khi bạn đặt 500.000 sức mạnh, mình có thể dịch tạm như thế, có một sự kiện như vậy. Tức là trong thời gian sự kiện, nếu mình có đủ 500.000 mình sẽ sử dụng được. Nhưng mình mới yếu. Rồi tắt này bị kéo nó che mất màn hình. Ồ 1.000 sức mạnh. Như này ở ngoài. Lúc trước mình nhớ không nhầm thì nick cũ của mình đã từng chơi trò này và có mấy hòn đảo phía kia, nhưng giờ nó hợp lại thành một hòn đảo lớn. Được rồi, không nói nhiều nữa, đánh nó thôi. Cái gì kia? Một cục khí. Phải nhanh lấy nó. Theo mình biết thì nếu chạm vào cục khí sẽ được năng lượng. A à, cứu. Không. A à, không thể tin được. Mình đã được 2.000 năng lượng nhưng mình cũng ngã đất. Mình đã có thể biến hay xuất xem 3. Tuyệt. Cả vương miện khi mà mình biến hay xuất xem 3, tất cả đội y biến mất ngoại trừ cái áo. Thế gì ba. Bùm. Để xem năng lượng và máu nó giống như nào đây. Bùm. Ồ tóc chả khác gì sức mạnh của trơn trong Dragon Ball cấp 1. Nhưng máu đã lên 700 và khí vậy. Thì như mỗi lần lên một cấp nó sẽ tăng 200. Có một đứa, không nói nhiều nữa, giết nó thôi. Có vẻ nó cấp cao mình, đi chỗ bắn đến chỗ nhiều đứa không biến chơi gian đi đi. Quả cầu khí khổng lồ. Đi đi đi. Cẩn thận, kiểu nó bắn lại mình. Bắn ai rồi? Bắn nó dễ bị bọn nó bắn lại nhưng mình không hề sợ. Ồ, không biết thằng này cấp mấy. Chết rồi, nó biến hóa, phải tìm đứa giống của thằng này. Đấy rồi, bắn. Quả cầu hủy diệt khổng lồ. Bùm. Ồ, có một người chết. Vãi. Lúc kia ở kịp biến Super Saiyan trước khi mình tiêu diệt. Ôi rồi, bọn nó tập hợp về một quả cầu khổng lồ, làm sao bây giờ? Trong game Fast Shop có rất nhiều thứ, VIP, đổi màu, tóc. Ô, what? Trong một số game có lỗ nhài khi họ làm núi. Ô, có lỗ nhài. Vãi. Hình như mình có thể hack nó. Đổi tóc màu, đổi năng lượng màu thử sao. Năng lượng màu trắng. Khí màu tím đi. Để mình thử xem có đúng thế không. Ô, vẫn là màu xanh, có vẻ mình không thể hack nó. Nhưng mà cái này chỉ là một phòng mình chưa mua nó. Để xuống sức mạnh. Cái gì mình dùng được nó thật nhỉ? Trong game Bát Sốc có rất nhiều thứ, đổi một tóc này, VIP này, nhân 2 năng lượng, nhân 2 sức mạnh, nhân 2 tấn công. Ồ, có một người đang bắn rất nhiều khí năng lượng, nhưng mà nó đều vô dụng vì nó quá ghế. Thôi không nói nhiều, nó luyện tập thôi. Mình sẽ cố gắng lên, chơi ra cấp 4. Wow. Wow, người mạnh nhất server hiện nay đang là có sức mạnh 785.000 và giết 1.411 người. Vãi, mình mới chết có một người. Xong rồi, biến Super Saiyan 4. Được rồi. Khi các bạn ghi off thì nó sẽ biến thành bình thường, trạng thái bình thường và tất cả đồ even các bạn sẽ được vào lại. Để xem ESG4 sẽ như nào đây. Boom, và cập nhật mới kiệt. Mặc dù mất hết đồ even, chỉ có một cái áo. Ôi, gì không khác gì vừa nãy, chỉ khác mỗi chút là và tóc của chân bé. Mọi thứ cập nhật thật khác so với lần cuối mình chơi game này. Game này chơi rất là khó vì càng lên cấp cao thì càng phải gấp đôi sức mạnh lần trước để lên. Tức là lần đầu chẳng hạn là 100 thì lần tiếp theo 200, 400, 800 rồi càng ngày càng nhiều lên càng khó gấp đôi. Vì thế rất nhiều người từ bỏ cái này vì nó rất là khó, phải nạp tôi bước vào để mua game pass.
trước mình định hướng dẫn các bạn cách để tạo game, nhưng mà vì một số vấn đề nên mình không hướng dẫn nữa. Nhưng mình đã tạo thử hai game rồi. Nói về tốt nhất trên toàn thế giới, người chết nhiều nhất là 20.440. Có vẻ giết rất là nhiều. Tốt sức mạnh 785.000 trong sự, đây là tốt trong server nên cũng không gì kỳ lạ. Còn người mạnh nhất trong toàn bộ là 200 triệu à 2 tỷ. Sức mạnh khủng khiếp. Họ nói là nếu vào Roblox của họ thì sẽ được cộng 5 sức mạnh, nhưng mình không cần. Wow, mình có thể đi bay qua. Áo. Mình có thể mình nghe thôi. Ôi sis, cứu, quay không? Vẫn bay được. Ảo đấy, game cập nhật mới thật là ảo diệu. Mình không thể tin được. Vẫn giống. Đúng một điều kỳ diệu. Ô, đi xuyên đá. Không, không. Không. What? Chuyện gì mới xảy ra vậy? Có lẽ video tiếp theo mình sẽ làm về Minecraft. Mình đã từng chơi thử bạn về một lần. Và mình nghĩ là ngày mai hoặc gần đấy sẽ quay video Minecraft. Trước hết là việc đầu tiên là biến gì á? 4. Boom. Đồ Even đã mất hết. Cùng cái áo. Không được, không có may gì đó trên kia. Có vẻ trên này luyện tập tốt hơn. Mình có vẻ thích không gian đây. Mình có thể đứng trên trời ha. Wow. Không biết đây Super Saiyan mấy nhưng mà có đến 5 số, mình chỉ 4. Có vẻ nó định giết mình. Không dễ đâu. Đồ. Bản cập nhật mới khiến hòn đảo trở nên rộng hơn. Nhưng mà chỉ có một hòn đảo lúc trước, mình thấy có nhiều hòn đảo khác nhau. Nhưng mình thường đến các hòn đảo khác để luyện tập, bây giờ một hòn đảo chứ cũng vui hơn chút. Nếu như bạn tìm thấy cái trong sự kiện, nếu bạn tìm thấy loại đá đặc biệt đấy, bạn bạn không thể nhặt nó lần nữa, tức là chỉ nhặt một lần ấy. Thế nào cái đá là mình được tăng 2.000 vừa nãy, cái đá ấy nhỉ? Thực kệ, luyện tập thôi. Giới thiệu các bạn là phần mềm mình dùng quay phim là phần mềm này đó. Nhưng một nhược điểm đó chính là máy mình không nhiều dung lượng nên không thể quay dài, nên mình chia ra nhiều phần khác nhau. Ở đây mọi người đang chơi cái 3, sau ở đây mình lại đang chơi cái 4 này. Có vẻ như là mọi người nhầm lẫn một cái gì đó. Có vẻ phiên bản cũ. Không chắc đây là giả mạo thật, nhưng mà mình thích phiên bản này hơn. Phiên bản cũ thì ăn nhiều hòn đảo rất là xấu. Có lẽ mình sẽ làm thêm video nữa vì bố mẹ ở vắng nhà nên nhà rất là trật tự. Có mấy anh mình đây. Vãi, Super Saiyan 9. Nói thật thì mình chính là một fan của Dragon Ball mà mình đã xem hết tất cả Kirby. Thì mình biết rất rõ. Nói lại lần nữa là bạn nào muốn mình làm
video về Minecraft tiếp theo thì hãy comment ở bên dưới nhé. Có lẽ mình sẽ làm thêm video nữa. Ok, bây giờ là 9 giờ 23 tháng 5. Tuy là thế nhưng có thể mình sẽ đăng muộn một chút vì đăng một video rất là lâu. Chẳng hạn video mình đó còn 179 ghi phút trước. Mình nhớ bấm 183 192. Có lẽ là video tiếp theo mình sẽ làm về OMG 3Q hoặc là Minecraft. Cả hai mình đều rất thích. Anh của mình chơi OMG 3Q rất là giỏi. Lực chiến lên đến 250 vạn. Rất là trâu. Mình được đấu thử nhưng mà thất bại. Lực chiến mình vẫn còn cùi nên có lẽ hôm nay mình sẽ quay tiếp. Nhưng mình nghĩ mình thích Minecraft hơn nên hôm nay mình sẽ quay về một trong hai đấy. Có lẽ tiếng hơi nhỏ nên sorry các bạn. Mình vừa to hết cỡ rồi nhưng chả hiểu sao thế. Mong nó không quá. Ồ, vừa nãy giờ mình đã tiêu hết 4 GB dung lượng rồi. Châu ạ, mới có 16 phút. What? Server còn mỗi 3 người. Thế mình không thể bị xiết được. Nhưng toàn người châu. À, bay. Ô, mình đứng ở trên không trung. Nhưng mà có một số lỗi là mình có thể đứng trên không trung được này. Nhưng ở đây không nữa. Wow, luyện tập thôi. Mình nghĩ là video về game này sẽ có series thứ hai nếu các bạn muốn mình làm. Hãy ghi ở phần bình luận phía dưới. Vì video nếu mình quay quá dài sẽ tốn dung lượng nên mình sẽ chơi khoảng 5 phút nữa rồi kết thúc, nhưng mình sẽ làm tiếp tục với nó nếu các bạn muốn. Boom. Yeah. Super Saiyan 5. Á nhầm, đây rồi. Chuyện gì xảy ra? Boom. What? Tóc y chơi nổi bé luôn. Nhìn như khóc. Nhìn gần thấy y như khóc luôn. Khi phút tấm mắt của mình. What? Hát e gì? Mình không hề biết cái này, có vẻ cái này là phương hóa bên mình nhất. Oh, không tin được. Một cú đánh cũng khá trâu nhưng không trâu quá. Ồ, lực chiến khá mạnh. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn mình làm story tiếp theo thì hãy bình luận bên dưới nhé. Cả về Minecraft lẫn game này lẫn OMG 3Q. Các bạn thích game nào nhất? Hãy bình luận phía dưới. Bye. Hãy share video này cho người khác nhé. Và hãy subscribe cho mình để mình có thể làm nhiều video hơn. Mình dự định là mình sẽ có một sự kiện, một ngày nào đó mình sẽ chơi một phát nhiều game khác nhau. Nhưng hôm đấy là hôm nào mình sẽ không nói trước. Sẽ có ngày sẽ sớm đến. Mình sẽ chơi 3 đến 4 game trong một ngày. Bye bye. Tạm biệt các bạn. Sẽ có phần 2, các bạn hãy đón chờ nhé. Đừng quên ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận thông báo mới nhất của mình.